Chào mừng quý vị và các bạn, đây là những hình ảnh đầu tiên của sân vận động Nou Camp thuộc thành phố Barcelona. Chỉ ít phút nữa thì chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cầu rất hấp dẫn giữa hai câu lạc bộ được coi là rất mạnh cho tới thời điểm này. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn cuộc so tài này, chúng ta có gì ở đây nhỉ? Vâng, chào mừng quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi Kidaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ bắt cú sút. Khả năng đọc tình huống tuyệt vời đã giúp cầu thủ này chặn được đường chuyền vừa rồi. Pedro chuyền bóng. Griezmann. Cơ hội dứt điểm. Vào. Anh ấy có được cơ hội này là nhờ vào pha xử lý bóng đầu tiên. Nếu nó không đủ tốt thì sẽ không có được bàn thắng này. Coutinho. Sức dưỡng tuyệt vời. Pedro. Rất quyết tâm. Chọc khe. Messi. Rất nguy hiểm. Đưa xong, một cú sút. Dứt điểm. Bóng đã đi lệch khung thành trong gang tấc. Quá đáng tiếc. Với một thế trận cởi mở như thế này thì việc có nhiều bàn thắng là một điều dễ hiểu nếu các cầu thủ biết tận dụng tốt những cơ hội của mình. Như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên. Đưa xong. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Coutinho. Martin Redwood. Sẽ có một tình huống ném biên. Messi.
tự tìm cho mình cơ hội. Ra đi, cơ hội phản công rất rõ ràng, vẫn tiếp tục đi bóng, pha bóng rất cố gắng. Sané, đường chuyền lên rất thoáng. Messi vẫn còn. Pedro chuyền bóng, một tình huống xử lý bóng rất chính xác, tình huống phá bóng thiếu dứt khoát, tình huống rất nguy hiểm. Một cú sút. Messi, một tình huống tuyệt vị. Rất thoáng, pha phản công. Ra đi, rất quyết tâm, rất gọn gàng và chính xác. Họ đã dứt điểm đi. Đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng nặng ký cho danh hiệu bàn thắng của năm. Một cú dứt điểm là quá tuyệt vời. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đưa xong, đường chuyền sang cánh khá tốt. Martin Redwood, pha bóng rất cố gắng, rất bình tĩnh. Bóng đã bị chặn lại, rất thoáng, rất quyết tâm, nỗ lực triển khai bóng. Đã có một tình huống việt vị. Pedro, Antoine Griezmann, Jordi Alba. Pha phản công rất cố gắng. Sẽ có một tình huống ném biên. Antoine Griezmann đưa xong. Pedro, Antoine Griezmann để mất bóng rồi. Vẫn còn. Rất nguy hiểm. Ra đi. Thomas Müller, đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Đưa xong, nỗ lực vượt phá đã bị vô hiệu hóa. Rất quyết tâm, dứt điểm đi. Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự, và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Một bàn thắng rất đẹp, pha dứt điểm là rất gọn gàng. Khi mà các huấn luyện viên lão làng của hai câu lạc bộ đã hiểu rất rõ về đối thủ của mình, thì việc sử dụng linh hoạt chiến thuật sẽ là những nước cờ mang tính quyết định số phận của trận đấu. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Và thế là họ đã làm mất bóng. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp.
Tỷ số đang là 2-1. Cả hai đội bóng đã ra sân nhanh chóng, họ đã sẵn sàng cho hiệp đấu còn lại đây. Chuyền bóng tốt. Lewandowski. Đường chuyền đã bị chặn lại. Đưa xong. Sergio Busquets. Coutinho. Goretzka. Müller. Lewandowski. Thomas Müller. Cơ hội. Lewandowski. Tình huống nguy hiểm dứt điểm. Pedro. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân, rất chính xác, rất quyết tâm. Pique. Pha ngăn chặn kịp thời. Dứt điểm. Chuyền bóng có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Pedro. Đưa xong. Cắt bóng rất dễ dàng. Đi bóng rất tự tin. Những pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân, rất thoáng. Pedro. Để mất bóng rồi. Trong bóng đá hiện đại thì những cái đầu thiên tài của các huấn luyện viên kiệt xuất như Pep Guardiola hay Alex Ferguson và Mourinho luôn có tính chất quyết định tới thành bại của mỗi câu lạc bộ. Chuyền bóng sang cánh phải. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương. Goretzka. Cơ hội. Lewandowski. Sané. Sẽ có sự thay đổi người. Martin Bradwood. Messi. Cản phá rất quyết đoán. Tốc độ triển khai bóng rất nhanh. Đồng đội ở phía trên đang có vị trí rất thuận lợi. Lewandowski. Pedro. Lewandowski. Chuyền bóng. Dứt điểm đi. Phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi. Đã có rất nhiều ý kiến về phong độ có phần sa sút của cầu thủ này trước trận đấu, nhưng rõ ràng với bàn thắng này thì anh ấy đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Anh đang chơi với phong độ rất cao và để lại rất nhiều dấu ấn. Với khả năng săn bàn tuyệt vời, cầu thủ này cũng đã đóng góp cho mình hai bàn thắng rất quan trọng. Như vậy là cầu thủ này đã được ra nghỉ. Pjanic. Đưa xong. Pedro. Có thể phối hợp với đồng đội phía trước. Cơ hội tấn công. Chuyền bóng. Pha giải nghi rất đúng lúc. Müller.
rất thoáng. Antoine Griezmann pha bóng rất cố gắng, nhưng pha chuyền bóng rất bài bản ở giữa sân, bóng đã bị chặn lại. Chọc khe. Thomas Müller, Lewandowski, Sané cắt bóng rất dễ dàng, có thể triển khai tứ giác tấn công. Müller nỗ lực triển khai bóng. Pedro, ra đi, đồng đội ở phía trên là nguy hiểm, không vào. Như vậy là trọng tài chính đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Vâng, một trận đấu tuyệt vời, tôi cảm thấy rất tuyệt khi cùng các bạn thưởng thức nó. Chúc các bạn có buổi tối an lành.